cha nội á, mày thiếu tiền tao rồi mày còn nói này nọ nữa, mày tin tao đánh mày không? Mày ngon. Mày dám đánh tao thì đau. Hai xin lỗi. Đúng là hai không có để ý tới cảm xúc, tới suy nghĩ của em. Trước giờ hai cứ lo kiếm tiền, rồi lo được cái ăn qua ngày, được ngày nào hay ngày đó. Nên là hai không có biết là em tủi thân, em mặc cảm. Hai nào không có xuông hết đó. Hai nói là hai lo cho em đầy đủ, không để em tủi thân mặc cảm. Hai có làm được đâu.